hay là chúng ta kết hôn với nhau rồi sinh con đi em? Anh à, em nghĩ trước khi thành công thì em không muốn kết hôn đâu. Thôi mà, kết hôn đi mà. Thôi mà. Hãy nhìn mà xem, như vậy thì những người độc thân làm sao mà sống nổi. Hi. Vậy thôi anh xuống dưới bơi đây. Nè, anh ấy dễ thương chứ? Đúng vậy, anh ấy dễ thương lắm đó. Tôi nghe nói rằng cậu đang hẹn hò với một người đàn ông giàu có. Đó là anh Onsu có phải không? Lên giường chứ. Cậu điên hả? Anh ấy rất là đơn thuần, hơn dễ bề ngoài nhiều lắm. Anh ấy là mối tình đầu của tôi đó. Nè, cậu có biết rằng cậu đã quen nhầm người rồi không? Cậu nói cái gì? Trong nhà anh ấy luôn cho rằng anh ấy chỉ là một đứa trẻ khờ khạo, còn trai thứ hai mới chính là người sẽ trở thành người kế vị. Anh Oanh Su thì từ nhỏ đã là một đứa trẻ khờ khạo rồi. Cậu quen anh ấy mà không cảm nhận được sao? Chuenari muốn trở thành một ngôi sao nhờ việc quen một công tử con nhà tài phiệt. Giả tâm của cô ta nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Phim được chiếu trước minh tại tvhay.org. Cô ta không thỏa mãn với một công tử con nhà giàu nhưng vô năng. Cô ta muốn người cha quyền lực của anh ta. Sự kiên trì táo bạo của cô ta cuối cùng đã lọt được vào mắt người cha. Người con trai càng trở nên cảm thấy bất an vì bị phản bội và cảm giác tự ti ngày càng lớn.
Cảm ơn tất cả đã giúp cho tập đoàn của chúng ta không phải chịu khoản thừa kế, mà số tiền đó có thể lớn hơn cả một năm lợi nhuận của các công ty con. Mong là sau này mọi người sẽ giúp cho giám đốc Mô nhiều hơn nữa. Chúng ta cạn ly nào. Vì sự chăm chỉ của Top và sự thành công của giám đốc Mô. Cạn. Cạn ly. Không phải khui rượu ăn mừng vào lúc này là còn quá sớm sao? Từ hôm nay chúng ta hãy chào đón người mẹ thứ ba trong gia đình của tập đoàn MC. Chúc buổi tối tốt lành. Mời mẹ kế ngồi. Phải là mẹ kế nhỏ mới đúng chứ. Mẹ kế lớn và mẹ kế nhỏ. Con xưng hô như vậy ổn không hả ba? Đúng là một buổi tối tốt lành mà. Đáng tiếc là có những vị khách không mời mà tới, có phải không? Con trai à, mẹ đến con vui chứ. Kể từ bây giờ mẹ con ta sẽ sống bên nhau. Ok. Kết thúc đi. Chúng ta chắc là không thể phẫu thuật mắt cho con, vì có mấy con bọ bay vào. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để chúc mừng tương lai cho giám đốc Mô. Nào, mời tất cả mọi người hãy cùng cạn ly. Quang hô. Tôi có chuyện cần nói với cô. Đừng để tôi phải nói nữa. Cô đi đi. Đâu phải là em không có quyền bước vào đây đâu. Đây chính là nơi cô không thể bước vào. Tại sao vậy? Từ đầu em cũng không có ý định đến đây đâu. Nhưng mà họ đã làm em ra tình cảnh này. Một diễn viên nổi tiếng như em bỗng dưng trở thành kẻ trắng tay và mãi mãi không thể trở lại làm diễn viên nữa. Em đã phải rất vất vả để dưng đến vị trí như hôm nay. Vậy mà em đã phải bán tất cả mọi thứ để có tiền bù hợp đồng. Bây giờ em không còn gì hết. Em chỉ còn lại duy nhất một thứ. Đó là số chuyện của em. Đứa con trai mà anh đã bắt nó đi khi nó vừa được sinh ra. Em bây giờ không biết phải đi về đâu.
Bây giờ em chỉ có mỗi nơi này để nương tựa tâm thân. Bà Hằng sẽ đồng ý cho em ở lại. Việc em bước vào ngôi nhà này, bà ấy đã biết trước. Anh là một người đàn ông tốt. Em chỉ tin mình anh thôi. Kể từ bây giờ, tôi nên gọi bà là chị rồi có phải không? Chị à... Còn khốn láo sự. Ngài đã có quyết định chưa? Ý của cô thế nào? Cứ để cô y tá ở lại nhà này. Phu nhân đã đến. Từ bao giờ mà anh lại có lòng từ bi tới như vậy kìa chứ? Anh muốn được nhận giải Nobel hòa bình hay sao? Cô Han, cô bị sao vậy hả? Ngài chủ tịch quá bận nên không thể giải quyết được những việc này. Không phải là cô ở đây để giải quyết những việc này hay sao? Sao cô lại dửng dưng và im lặng như vậy chứ? Trong tập đoàn MC, cô có quyền lực nhất mà. Im lặng chút đi. Lý do gì để mẹ Sochin ở lại nhà này? Đã có thể loại Chuenari ra khỏi danh sách rồi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều người tò mò về cuộc sống riêng tư của gia tộc, cũng như là đời tư của Chuenari. Đã có phóng viên dự định bắt tay với cô ta để xuất bản cuốn tự truyện của cô ta tại nhà xuất bản lớn nhất trong nước, nhưng mà chúng tôi đã chặn lại. Nếu như cuốn sách ấy được xuất bản thì sẽ có rất nhiều đài truyền hình đến phỏng vấn cô ta để tìm cách moi tin tức về tập đoàn của chúng ta. Nếu cứ để cô ta như vậy thì chắc chắn các công ty truyền thông sẽ dễ dàng tiếp xúc với cô ta. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên để cô ta ở đi, để giám sát và điều khiển cô ta còn hơn là để cô ta tự do bên ngoài. Vậy thì tôi phải chịu đựng cô vẽ rách đó đến bao giờ chứ? Phu nhân là một người thông minh mà, sẽ không có lợi ích gì khi bà phản đối việc này. Bà sẽ không phải chịu đựng lâu đâu. Chỉ cần chờ tới lúc cô ta cầu xin ra đi thì sẽ đưa cô ta đi thật xa. Được, nếu như đó chính là kế hoạch của cô. Bà hãy ra ngoài đi. Có vẻ như là cô đã biết trước được việc mẹ của Sochin sẽ đến đây, có đúng không? Dạ đúng như vậy. Tại sao cô không báo cho tôi biết trước? Chúng tôi không muốn mang lại mối lo âu cho ngài thôi. Nhưng bây giờ nó đã trở thành mối lo âu của tôi. Nếu cô nói cho tôi biết trước thì chúng ta có lẽ đã tìm ra được biện pháp khác tốt hơn. Tôi xin lỗi ngài. Hẹn sáng mai gặp lại. Tuân lệnh ngài. Đúng theo như ý cô muốn rồi đó. Vậy nha.
Giống như việc bà đang ở trong tàu của ông tôi, rồi sau đó bà chuyển sang tàu của ba tôi vậy. Vậy sao bà không chuyển từ tàu của Ha Dông Sô sang tàu của Chuenari? Tôi mong chờ lắm. Dù sao việc để Chuenari viết tự truyện cũng là một ý tưởng hay lắm đó. Bà phản kích cũng mau lẹ lắm đó nha. Thật vậy sao? Tự truyện của Chuenari sao? Đúng vậy. Nếu là chuyện về thâm cung bí sử của Chuenari và tập đoàn MC, thì chắc là quyển sách đã bán chạy lắm đó. Chắc chắn là bán chạy, nhưng mà chuyện này là không thể gì Top sẽ chặn lại mà thôi. Anh trốn tránh việc này vì anh đang sống cộng sinh với Top phải không? Cảm ơn cô vì đã không gọi tôi là ký sinh trùng. Bản thỏa thuận. Chuenari thật sự đồng ý xuất bản tự truyện sao? Nhưng tự truyện sẽ không được xuất bản đâu. Anh Kim hãy sử dụng thứ này để thỏa thuận với Top đi. Hãy đòi họ một số tiền thì anh mới từ bỏ việc xuất bản cái này được. Anh ngồi không cũng có tiền mà. Nên với việc này thì anh có lý do gì mà từ chối chứ? Khoan đã. Mục đích chính của cô là đe dọa Top bằng cách nói rằng Chuenari sẽ xuất bản tự truyện sau. Vậy là anh đã hiểu vấn đề rồi đó. Lý do là gì? Tôi nghĩ rằng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng với anh chuyện này đâu. Nhưng mà tại sao cô lại chọn Newport chứ? Vậy thì tại sao anh không cộng sinh với tôi như là với Top chứ? Cũng được thôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn nghe lý do thì sao chứ? Chính vì anh là một phóng viên dũng cảm đã dám lên tiếng về vụ án giết người xảy ra 15 năm trước. Và đây chính là một lời đề nghị kết bạn đó. Bạn bè hả? Từ này nghe có vẻ rất là hay ho. Dù cả hai chúng ta đang hợp tác với nhau, nhưng mà cô cũng không được tự tiện vào phòng của tôi đâu. Cô đừng nên đi quá giới hạn chứ. Vậy sao? Xin lỗi nha. Cô nói ghét nhìn thấy gia đình tôi kia mà. Cô cũng thích nghi tốt lắm. Vậy bây giờ tôi sẽ nhận được gì từ chuyện này đây? Chỉ cần sự có mặt của cô ở đây cũng đã là gánh nặng với gia đình của tôi rồi. Họ chắc chắn sẽ thỏa hiệp với cô thôi. Lúc đó cô sẽ có được mọi thứ. Nhưng mà không hiểu vì sao khi bước vào đây, tôi có cảm giác rằng đây vốn dĩ là nhà của tôi vậy. Tôi thật muốn nơi này quá đi. Cô đừng có nghĩ rằng cô xử lý được những người trong nhà này. Đừng có mà xem nhẹ lời tôi nói đó. Dù sao thì con người ai cũng như nhau mà thôi. Và bây giờ tôi biết việc tôi cần làm rồi. Là gì vậy? Món quà gia nhập của gia đình MC. Lịch trình 6 giờ đến phòng chào chủ tịch. Ngày kỷ niệm kết hôn 7 tháng 9. Mời khách tới nhà. Cô xem cho kỹ đi. Nè, cô mới vừa từ đâu bước ra vậy? Chị không biết sao mà còn hỏi như vậy. Sao cô dám tự tiện đi vào căn phòng đó? Tại sao chị lại bận tâm đến chuyện này khi chị ngủ phòng khác kia chứ? Tuổi chị không thích hợp đâu. Gì chứ? Bản thân tôi không thích căn phòng này lắm đâu, vì nó có mùi của chị. Cũng bởi vì tôi sẽ sửa chữa chỗ này thành phòng ngủ cho vợ chồng.
đây là lý do mà ông cho cô ta ở lại đây sao? Mới sáng sớm mà bà đã nói chuyện gì vậy chứ? Đô à, trễ rồi, dậy đi con. Nè, công việc của con vất vả lắm sao? Bà thấy con ngủ trễ vậy? Dạ, con hơi mệt mỏi. Mà nè, Yudo, diễn viên Chuenari là một thành viên trong gia đình MC phải không? Thành viên trong gia đình MC là sao hả ba? Không phải là cô ấy đã sinh cho gia đình đó một đứa cháu hả? Có đúng vậy không? Nói chung con cũng làm việc trong gia đình đó mà, chắc là con có thể gặp mặt cô ấy có phải không hả? Công việc của con cũng không liên quan nhiều tới cô ấy đâu ba. Ha. Nè Yudo à, con nhìn ở đằng kia kìa. Nhìn đi. Bức tường đó không phải là trống trải quá hay sao? Quán ăn của chúng ta là một nơi nổi tiếng ở trên mạng. Nếu có chữ ký của một nghệ sĩ nào đó ký tên thì không phải là quá tốt hay sao con? Vì vậy bà muốn nhờ con, nếu con tới công ty và xin được chữ ký của cô ấy thì tốt quá còn gì mà. Bà, tình cảnh của cô ấy bây giờ không thể ký được đâu hả? Với lại thậm chí con còn không biết cô ấy đang ở đâu nữa mà. Cô ấy không có về nhà. Sao bà cảm thấy như là con không thành thật với ba về công việc của con vậy hả? Không phải đâu mà, sự thật là vậy đó. Thôi được rồi, bỏ đi. Một người như ba thì làm sao có được chữ ký của Chuenari? Một người như ba thì nên cảm thấy rằng mình đã rất may mắn vì được làm việc trong nhà hàng tới khi chết đi mới phải chứ. Người như ba sao lại có thể mơ mộng? Khi đã là một con bướm thì nên hài lòng với rừng thông mới phải. Tại sao ba lại nói mấy lời diễn giống đó chứ? Chắc ba già rồi. Ba hả? Ba xin lỗi con. Nặng quá. Nè, là hành tây sao? À, là hành tây. Dưới quê gửi lên nên mẹ kêu đem qua cho chú. Thật vậy hả? Cảm ơn con nhiều lắm vì đã mang quà tặng chú nghe. Mẹ của con lúc nào cũng làm như vậy thì chú thấy ngại lắm mà. Trời, cẩn thận chứ. Sao chú cũng cảm ơn con nhiều. Chà, hành rất tươi á con trai. Con nên giữ sức chứ. Sao không kêu tôi qua giúp? Tôi đã gặp phóng viên Okami rồi. Chúng tôi đã trở nên thân thiết. Vậy hả? Cô ấy ghen tị vì hai người nhìn hợp đôi với nhau lắm. Mà có chuyện gì không vậy? Cậu đừng có ở trước mặt các phóng viên mà nói điều gì đó về tôi ấy nha. Tại sao? Nguyên nhân là gì? Các phóng viên đang nghi ngờ giữa tôi và Mô Sốc Hy chúng tôi đang có gì đó với nhau. Vậy giữa hai người không có chuyện gì sao? Trời ơi, không phải vậy. Mà là cậu đó. Cậu phải cẩn thận. Tôi nói không có thừa đâu. Ê, nè con, ăn sáng rồi mới đi làm chứ. Dạ, nó chưa bao giờ bỏ bữa sáng vậy mà giờ lại bỏ bữa. Chắc là ở công ty đang có nhiều việc lắm đây. Cậu Út và cô Choe đã đến. Thật thô tục. Cách ăn mặc của cô là sao đây? Nếu mà cô muốn vậy thì cô mặc bộ đồ lót như lúc nãy cũng được đó. Biết sao được, vì trong nhà này nóng quá nên em phải đành mặc như vậy thôi. Chính vì vậy nên em mới không thể đi du lịch đến Đông Nam Á được đó thưa chị. Nhưng mà chị không thích bộ đồ lót của em sao? Hay là chị ghen tị với cơ thể của em? Không. Nhớ lần sau đừng mặc váy ngắn quá đầu gối đến tham dự bữa ăn trong gia đình này. Dạ em biết rồi. Bữa sáng rất là ngon, không phải hay sao? Em nghĩ người Hàn Quốc thì phải ăn cơm chứ. Không phải là chị thích ăn món Hàn lắm sao?
Từ ngày mai nhà mình ăn cơm với canh hải sản thì sao? Được đó. Các món ăn và đồ bếp làm đã tính toán cân bằng dinh dưỡng rồi. Đừng có quá đáng. Không phải nụ cười và lối sống vui vẻ là liều thuốc tốt cho sức khỏe hay sao? Kể từ bây giờ, em sẽ làm điều đó cho chính mình. Giống như hôm qua vậy. Cô thôi đi. Mọi người đang nói chuyện gì vậy chứ? Cô Han đâu? Bà ấy sắp đến rồi ạ. Sau khi ăn xong con hãy đến thư phòng. Bàn xong rồi. Dạ. Chủ tịch của chúng ta, từ bây giờ anh ấy sẽ khỏe mạnh, không cần dược liệu gì nữa đâu. Kể từ bây giờ em sẽ làm cho anh ấy vui vẻ hơn nhiều. À không, tươi trẻ so hơn với trước nhiều. Nên chị không cần phải bận tâm nữa đâu, thưa chị. Vậy sao? Wow, vượt quá sức mong đợi. Một người phụ nữ, dù có giỏi chịu đựng và đức hạnh đến cỡ nào, thì cũng không thể chịu được việc người đàn ông của mình bị cướp đi. Tôi chỉ cần canh lúc bà ta mang dược thảo đến cho ba của cô, rồi mặc bộ đồ ngủ đứng trước cửa phòng là được rồi. Hà Dông Sô à, thú vị thật chứ. Bà ta đã tưởng tượng được rồi chứ gì. Cô đúng là diễn viên nên cô diễn giỏi lắm. Tiếp theo là gì đây? Chỉ một cú như vậy là đủ sao? Một cầu thủ thì nên tung ra cú đá quyết định vào đúng thời điểm thích hợp. Cú đá quyết định? Cô cứ chờ xem. Là vì người phụ nữ này sao? Quá đủ rồi đó. Đã đến mức này rồi hả? Anh không còn thấy xấu hổ khi đóng kịch sao? Cô tưởng tượng ra những việc như vậy để có lợi hơn cho việc ly hôn à? Tưởng tượng? Anh thật là buồn cười đó. Anh cho rằng tôi đã tưởng tượng ra việc chồng mình vào nhà nghỉ với phụ nữ khác sao? Sao chứ? Anh hãy nói rằng hai người vào nhà nghỉ để niệm Phật đi. Ly hôn sao? Tôi sẽ không làm theo ý anh đâu. Cứ nói ra con số mà cô muốn đi. Đừng có làm mất thời gian. Làm như vậy không phải là đang lãng phí cuộc sống sao? Có lãng phí hay không thì cũng là cuộc sống của tôi. Bắt đầu từ khi nào anh lại quan tâm nhiều đến cuộc sống của tôi như vậy chứ? Thời gian qua cô đã rất vất vả để che giấu bản thân và diễn để sống. Cô đã biết đây là cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng vẫn lấy tôi vì tiền. Đây mới là bản chất của cô mà. Khăn tay có theo tên của tôi đâu rồi? Đồ dùng của anh mà sao anh lại hỏi tôi? Tại sao đồ của tôi lại không còn ở chỗ của tôi? Không biết, tôi không quan tâm đâu. Anh ta nổi nóng ngay với những việc nhỏ xíu như vậy sao? Thật là... Đi làm hả? Anh có lấy khăn tay của tôi không? Gì?
À đúng rồi, lần trước do tôi á đi gặp một vị đạo diễn rất thân nên tôi đã mượn nó một chút. Giờ thì nó đâu rồi? À, thì à, tôi nhớ lần đó tôi đã rất say. Sau khi về nhà thì tôi không thấy nó đâu nữa. Chắc là mất rồi. Anh nói vậy là sao? Mau lên đi, lập tức kiếm nó về đây. Ơi trời ơi, sao sáng sớm mà nổi nóng dữ vậy? Cái khăn tay nhỏ xíu mà có gì đâu. Anh chẳng được một tích sự gì hết. Một người không phân biệt đồ nào là của mình, đồ nào là của người khác thì làm sao làm nên trò trống gì. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi làm anh em vậy. Hôm nay cậu định đi gặp bà Han đúng không? Để xem sau khi cậu gặp xong bà ấy về thì cậu còn dám nói chuyện với tôi kiểu vậy không? Sẽ có thay đổi đó. Em trai à, ai cũng vậy hết, cũng có một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc sống của họ. Trước khi lên đến đỉnh thì đừng nên chủ quan bất cứ việc gì. Chúng tôi đã chuyển hết cổ phần của ngài qua cho giám đốc Mô rồi, trừ phần có được từ cô Sóc Hy. Như vậy là việc thừa kế cũng gần như đã đạt được. Cô làm rất tốt. Tôi dự định là sẽ công bố chính thức việc này vào cuộc họp đại cổ đông năm sau. Tại sao phải chờ đến năm sau? Vì công bố sớm người thừa kế trong khi ngài vẫn còn khỏe mạnh như vậy thì sẽ gây ra bàn tán rất lớn đó. Còn nếu như ngài có kế hoạch đặc biệt gì thì... Không có lý do đặc biệt gì đâu. Có nhiều thế lực sẽ dòm ngó Oan Chun, vì nó còn non nên để cho an toàn, thì phải cho nó từ từ thử sức mới được. Dù sao thì việc công bố chắc chắn sẽ diễn ra vào năm sau. Vậy đi, dựa vào tình hình chính trị và chúng ta linh hoạt thì cũng tốt. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ được làm phó chủ tịch tập đoàn trong nội bộ. Chúng tôi sẽ báo cáo mọi việc với cậu. Nhưng mà người quyết định cuối cùng vẫn là ba cậu. Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà nếu cuối cùng tôi không tham gia vào công việc điều hành thì sao? Tập đoàn của chúng ta sẽ ra sao? Tôi chỉ muốn xác nhận rằng ngoài tôi thì còn ai được chọn nữa không? Và hơn nữa, cổ phần của anh tôi như vậy là quá nhiều. Trưởng Nam thì nên có số cổ phần đó để mà sau này không để lại rắc rối. Nhưng mà 10% thì hình như là hơi nhiều. Sao con phải bận tâm đến nó khi nó không hề quan tâm đến công ty? Cô Han sẽ làm tốt việc này thôi. Cậu chỉ cần có đủ năng lực và tự tin để ngồi vào vị trí chủ tịch đúng không? Đúng là như vậy. Cô Han, cô hãy xóa hết quyền thừa kế của những người khác. Tôi xin tuân lệnh. Còn có biết vì sao ba lại vội vã để con trở thành người thừa kế không? Vì ba không tin con sao? So với chuyện này, ba còn lo về việc của cô Han nhiều hơn. Ý của ba là vì con trở thành người thừa kế, những việc khác nữa tất cả đều nằm trong tay của bà ta. Bà ta là con dao hai lưỡi đối với chúng ta. Vì vậy cho nên ba cần trông chừng con cho tới khi con có thể nắm vững công ty. Vì vậy con đừng nên làm những việc thừa thãi. Con sẽ chú tâm hơn. Da-da-da-da-da.
đây. Là loại cà phê đặc biệt dành cho nữ thiên thần của tập đoàn MC. Cậu chăm chỉ vậy sao? Nghĩ lại thì từ trước đến giờ lúc nào tôi cũng chăm chỉ hết. Có lúc nào mà tôi lại không chăm chỉ đâu chứ. Thật tiếc là chỉ có một mình bà Han mới biết được điều đó thôi. Có phải không hả? Này bà Han à, tên Oan Jun đó có vui sau khi thấy được số cổ phần của tôi không? Ơi, đáng lẽ ra tôi nên tới tận nơi chứng kiến mới phải. Đúng là tiếc quá mà. Lúc nào thuận tiện thì hãy đến văn phòng của tôi. Ok. Hút sáo hay lắm đó. Tôi không chỉ giỏi việc hút sáo thôi đâu. Nè, tôi còn giỏi nhiều việc lắm đó. Bà Han vất vả rồi. Nè Mô An Chun, nè, cậu không có điều gì muốn nói với tôi sao? Ý anh là gì? Cậu có trở thành người thừa kế hay không? Thì tôi cũng không biết, nhưng mà cậu sẽ không thể làm được việc theo ý mình muốn đâu. Chỉ với số cổ phần của tôi thì đã có thể làm cho cậu điên lên rồi, có phải vậy không? Chỉ với 10% cổ phần thôi mà. Sao? Anh làm được gì chứ? Gì? 10% là sao? Ôi. Anh à, với việc anh cầu xin chỗ này chỗ kia thì được bao nhiêu đó là cao lắm rồi. Hãy trở lại vị trí đạo diễn phim của anh đi. Dù không thể tham gia Cannes thì ít nhất cũng phải được công chiếu chứ. Phim được chiếu trước minh tại tvhay.org. Cuộc đời còn dài mà. Và tất cả mọi việc đều có thể xảy ra mà, có phải không? Biết đâu được một lúc nào đó phim của tôi có thể chiến thắng được liên hoan phim Cannes, và tôi sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Anh thất bại trong việc kinh doanh nhà hàng, bỏ cuộc khi làm vận động viên ba môn phối hợp, bỏ chơi golf chuyên nghiệp, rồi đến việc làm đạo diễn phim. Tóm lại bây giờ thì anh đã làm được cái gì chứ? Cậu đúng là thiếu nhiều năm kinh nghiệm rồi. Một sự kết luận vội vàng và một định kiến xuất phát từ sự thiếu cảm thông. Một người bị tổn thương lòng tự trọng thì họ có thể làm được những việc không tưởng để chứng minh được bản thân của mình đó. Mô An Chun à, lẽ nào cậu muốn kích thích tôi sao? Chính vì vậy mà bây giờ anh có giả tâm với công ty sao? Nếu muốn vậy thì anh nên nỗ lực ngay từ đầu kia. Từ lúc 5 tuổi thì tôi đã phải sống để gánh vác trách nhiệm cho anh rồi. Trong khi anh vẫn cứ lêu lỏng vui chơi đó đây thì tôi phải gánh hết bao nhiêu trách nhiệm cho anh rồi. Anh có biết hay không vậy? Nên tôi chưa bao giờ thật sự được làm những việc mà mình muốn. Thật vậy sao? Vận mệnh của một người nghệ sĩ từ trước tới giờ là vậy. Không tránh được sự lang bạc đâu. Anh xin lỗi chú em nha. Đến cả vị trí của mình mà anh còn không biết thì anh còn muốn quản lý công ty à? Cuộc đời của anh rồi sẽ kết thúc bằng sự thất bại. Biến đi và đừng có lượn lờ trước mặt tôi. Cậu nên tiếp tục công việc đi. Dạ. À,
Hãy kiểm tra lại xem những ai đã ký vào bản thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế. Đã có phu nhân Ha Dung Cho và cô Chenari đã ký. Còn phía tiểu thư? Nội trong hôm nay tôi sẽ cho cô ấy ký. Được rồi. Hiện tại chỉ còn cậu Mo An Su và thiếu phu nhân Bét Su Chin nữa là xong. Tôi sẽ giải quyết phía cậu Mo. Còn phía của Bét Su Chin đang đi theo đúng những gì mà chúng ta dự đoán. Là ai vậy? Cho tôi coi mặt đi. Dạ. Người này đã từng học chuyên ngành âm nhạc ở Ý, nhưng mà đã chuyển sang học nấu ăn. Nhờ sự đồng cảm trong âm nhạc nên đã thu hút sự chú ý của cô Su Chin. Tốt lắm. Mức độ đã đến đâu rồi? Cùng xem nào. Tốt lắm. Em phải cắt mỏng hơn nữa để anh giúp cho. Đây nè, cắt vậy nè. Lãng mạn thật đó. Xin chờ chút. Không lẽ top của chúng ta có dự định can thiệp vào chuyện cảm xúc của con người luôn sao? Con người cũng là một loài động vật mang tính tập quán. Khi họ đạt đến 45% về độ tương đồng trong sở thích và họ có sự chia sẻ với nhau, thì họ sẽ có khuynh hướng kết đôi với nhau nhiều hơn. Ngoại tình cũng là do sắp đặt. Vậy với những người giàu thì chuyện kết hôn cũng là sắp đặt luôn à? Cậu đang tưởng tượng đến những chuyện tình yêu lãng mạn ở trên phim sao? À không, không, không phải vậy. Nhưng mà những điều lãng mạn của nhà giàu không phải là hữu duyên đâu. Lãng mạn không có thật sao? Cậu hãy quản lý sự lãng mạn trong con người cậu đi. Qua đây. Đâu nào? Đây là bức hình lúc cậu hôn mới gặp bạn cậu ấy mà em đã mượn được. Và đây một trang web nổi tiếng của trường ngày xưa. Bạn cùng lớp của em đã tải hình lên đây. Anh xem, đây là tấm hình 15 năm trước. Đây là bác theo hô, nhìn rất giống với người trong hình này, Ho Jondo. Nếu không phải là sinh đôi thì hai người này là một đúng chứ? Nhưng mà nghe nói là mẹ của bác theo hô đã từng giết người đó. Ừ, đúng, tin đồn đó được truyền đi khắp nơi. Vậy thì nếu Im Sun là mẹ của bác Thê Hô và nếu bác Thê Hô và Ho Jun Do, tức là Ho Jun Do là bác Thê Hô. Đúng vậy. Bây giờ điều chúng ta cần là gì? Chứng cứ về việc bác Thê Hô là con trai của Im Sun. Tôi rất tự hào về cô đó. Đi, chỉ cần việc này làm sáng tỏ ra thì chúng ta sẽ vút bay lên như đại bàng vậy đó. Hả? Tiền bối. Phan Minh là cô gái xinh đẹp nhất của chúng ta. Đi thôi. Cô phải ký nó đi. Cô không sao chứ? Tôi đã nói từ đầu là tôi không cần tiền hay là công ty gì hết mà. Đối với người giàu thì đây không phải là quyết định dễ dàng. Còn với người không có gì tiếc nuối như cô thì lại khác. Cô vẫn nghĩ phu nhân Ha Dung Sô là thủ phạm à? Hiện tại thì bà ta đang là nghi phạm lớn nhất. Còn việc của Chenari thì sao? Tôi thấy là cô ta cũng được lắm đó. Xem cũng thú vị. Loại bỏ Chenari hoặc Bét Su Chin kế hoạch là gì vậy? Thật ra thì tôi vẫn chưa biết. Đừng quên, chúng ta vẫn đang cùng một phe đó. Dù sao thì cho tới giờ chỉ có lời làm chứng của viện trưởng Son thôi. Và việc bà Ha gọi mẹ tôi tới hiện trường vụ án khi mọi chuyện đã xảy ra thì không thể yêu cầu phúc thẩm lại vụ án. Chúng ta cần nhanh chóng có trong tay hồ sơ của vụ án mới được. Bà Ha chắc chắn là có lưu hồ sơ lại để dự phòng rủi ro. Nhưng bà ấy đã để ở đâu chứ? Một nơi không ai có thể tùy tiện đến sao? Đó là văn phòng của bà ấy. Văn phòng sao? Vì đó là nơi mà các thành viên thớp có thể vào nên sẽ không ai nghi ngờ, có phải không? Đến giờ vẫn chưa có ai có thể bước vào đó mà không có bà ấy đi cùng. Thú vị đây. Vậy thì luật sư Hồ có thể là người đầu tiên bước vào đó một mình không? Tôi làm được không? Vậy phải xem năng lực của anh rồi. Nên có phương án B chứ. Chúng ta thử suy nghĩ tới một nơi nào khác mà không phải là văn phòng của bà ấy đi. Anh ví dụ xem. Đúng vậy. Tôi sẽ nhờ cảnh sát ô thử điều tra bà ấy. Biết đâu sẽ có giải pháp tốt hơn. Tôi phải đi rồi, hơi tiếc nhưng mà... Tôi thấy thoải mái mà. Phải vậy thôi, tôi đi nha. D.
điều tra bà Han hả? Sao lại là bà ấy? Bà Han chắc chắn đang giữ hồ sơ của vụ án, và chúng ta phải tìm ra nơi giấu nó. Nếu để ý thì những người giàu thường giấu trong hầm hoặc là nhà nghỉ dưỡng. Đúng vậy. Bà Han được trả lương rất cao, chắc là bà ta có nhiều khu nghỉ dưỡng như vậy lắm phải không? À, tôi biết rồi. Trước tiên tôi sẽ điều tra xem bà ấy có nhà hay là khu nghỉ dưỡng để giấu chúng hay không. Tôi sẽ tìm ra nhanh thôi. Dạ, tôi nhờ anh đó. Cậu nói cảm ơn để làm gì chứ? Bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác mà. Tôi chỉ nghĩ anh chỉ có thể giúp một chút thôi. Nhưng anh muốn nhảy vào luôn sao? Chứ sao, tôi là một người luôn luôn rất cẩn trọng mà. Nhưng nếu đã nhảy vào rồi thì tôi luôn là người làm hết sức mình. À, tôi thực sự là thích những chỗ như vậy lắm luôn á. Có cảm giác rất thoải mái khi ở đây. Cậu đã uống rượu sao? Ừ, uống một chút à. Bà Han hình như là một người không biết giữ lời hứa thì phải. Tại sao bà lại làm khác lời hứa với tôi vậy? Nếu như bây giờ đưa cho cậu 30% cổ phần thì giống như đang tuyên bố chiến tranh. Nếu quyết đấu thì cậu có tự tin không? Nên chính vì vậy mà bà đã phản bội lại lời hứa với tôi sao? Tôi nghĩ bà có khả năng đưa số cổ phần đó cho tôi mà không gây ra chiến tranh mà, phải không? Vì vậy tôi mới tin tưởng ở bà đó. Nhưng mà tôi sai rồi. Xem ra có vẻ là bà không có thành ý. Cậu vẫn còn trẻ mà. Cậu có thể tiến lên từng bước, không đúng hay sao? Và tin tưởng một người không giữ lời hứa như bà sao? Vậy thì cậu có thể chọn ai đi? Không ai hết. Không một ai cả. I'm alone. Nhưng mà có vẻ năng lực của bà không còn được như trước đây nữa rồi. Nếu như bà không giữ lời hứa thì có lẽ tôi cũng nên thất hứa, có đúng không? Tôi thật sự cũng không muốn làm như vậy đâu. Cậu đã biết đến Chuenari trước đó rồi, đúng không? Sao tự nhiên bà lại hỏi về mẹ của Sojin? Vì tôi thấy là cậu có vẻ bối rối mỗi khi cô ta bước vào nhà. Vậy sao? Tôi có như vậy sao? Bà nhìn tôi nè bà Han. Làm sao tôi có thể thoải mái khi nhìn một người mẹ kế nhỏ tuổi hơn mình được chứ? Thực ra thì tôi cũng bảo thủ lắm. Tôi bảo thủ hơn so với vẻ bên ngoài của mình đó. Thật vậy sao? Đúng vậy. Mà nè, tôi chỉ có đúng một điều kiện mà thôi. Nhanh chóng đưa cho tôi số cổ phần như đã hứa đi. Nếu không tôi sẽ cho mọi người biết buổi họp báo chỉ là giả dối. Ok, tôi sẽ tin bà thêm một lần nữa vậy. Bye. Điều này sẽ tạo ra một việc thú vị đi. Cầu hôn? Dạ, tôi sẽ lên đó ngay. Cái liếc mắt đó là sao vậy? Gì? Anh luôn được gọi khi chị ấy cần xử lý gấp một công việc gì đó. Nhưng bây giờ thường là luật sư hô. Anh ganh tị hay sao? Cô đã nghĩ sai rồi. Sao có thể nói vậy chứ? Cố gắng làm việc đi.
Cậu làm tốt lắm. Dạ. Mọi việc phía Bạch tiểu thư mà tôi giao cho cậu có vẻ thuận lợi. Thật vậy sao? Cảm ơn lời khen của bà. Nhưng mà tôi còn nhiệm vụ nữa muốn giao cho cậu. Dạ, là việc gì vậy? Là về Chuenari. Dạ. Hãy điều tra xem quan hệ của cậu Mô Quan Chu và cô ta. Hãy bí mật tiến hành. Là mối quan hệ như thế nào? Không biết. Rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Dạ, tôi biết rồi. Không ăn cơm và ôi Naria, tôi cũng đang đọc sách. Trên Instagram tôi thấy cô và cô Chuê rất thân thiết với nhau. Anh tin những việc đó sao? Cô ấy chỉ muốn xây dựng một hình tượng tốt. Chỉ có một người bạn lâu năm, không phải trong ngành thôi. Anh không thấy như vậy à? Đã có kết luận rằng đứa bé của cô ấy là con của Mô Quan Su. Đó chỉ là nói dối thôi. Mô Quan Su chỉ là một vật hy sinh. Thật vậy sao? Thật ra Chuenari và anh ta đã quen nhau từ trước rồi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng không còn liên lạc với cô ấy. Được chứ? Tôi cũng không còn nhiều thời gian để lo lắng cho những việc như vậy. Tôi còn phải kiếm tiền để trả tiền thuê nhà. Tôi xin phép. Cảm ơn. Cậu chủ Mô Anh Xuân. Anh nhờ tôi xin chữ ký của Chuenari sao? Phải. Vì chuyện này mà hẹn tôi đó hả? Ơi, anh đúng là thú vị lắm đó nha. Ba tôi là fan của cô ấy. Bởi vậy nên... Anh thân với Sóc Hy mà. Sao anh không nhờ nó đi? Cô ấy rất xấu tính mà. Cô ấy sẽ cười và chọc tôi là đồ trẻ con. Đúng vậy. Nó đúng là rất xấu tính. Trong nhà ngoài tôi ra thì còn ai có thể nói lời nhờ giả kia chứ? Tôi là người có năng lực làm cho mọi người buông vũ khí xuống và nói chuyện thoải mái. Tôi theo chủ nghĩa nhân văn mà. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái những gì anh đã nhờ tôi. Sao mà anh lại thấy không thoải mái? Cô ta là mẹ kế của tôi, sao tôi thoải mái được? Nhưng mà Thớp dự định sẽ đá Chuenari ra bằng cách nào vậy? Hình như tới giờ vẫn chưa có kế hoạch đặc biệt gì thì phải. Nếu như bà Han có kế hoạch gì đó đặc biệt thì anh cũng phải báo cho tôi ngay lập tức đó. Dĩ nhiên rồi. Vậy anh xin chữ ký giúp tôi chứ. Nhưng mà với tư cách là đạo diễn thì tại sao anh không mời cô Chuê đóng phim của mình? Cô ấy diễn thì không tệ, nhưng mà chưa có cơ hội để mời cô ấy. Ồ, vậy thì lần đầu tiên cô ấy tới nhà là lần đầu hai người gặp nhau sao? Đương nhiên là như vậy rồi. Cho dù là đạo diễn nổi tiếng thì cũng đâu phải ai cũng gặp được đâu. Xin chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của ông bà. Cảm ơn. Khi nào thì chủ tịch mới tới đây vậy? Ngày ấy sẽ đến sau 5 phút nữa à? Được lắm. Cảm ơn cô. Buổi tối tốt lành. Chúc bà một buổi tối tốt lành. Được lắm. Đúng rồi. Music. Je ne regrette pas.
Tôi nghĩ... Chuyện gì vậy? Nên bỏ những dụng cụ này đi. Bộ đèn này cũng không hợp đâu, nên cũng đổi đi. À, và cả chiếc ghế này nữa, nó không đẳng cấp một chút nào. Cô mau dứt bỏ nó đi đi. Phản ứng vậy là sao? Cô không nghe tôi nói gì hết hả? Tôi chỉ làm theo lệnh của phu nhân và ngài chủ tịch mà thôi. Phu nhân sao? Vậy tôi là ai chứ? Tôi hỏi cô, tôi là ai? Cô ra ngoài đi. Cô muốn làm gì đây? Việc này mà cũng cần hỏi tôi nữa sao? Cô muốn trở thành phu nhân chính thức của gia đình này sao? Không có gì là không thể. Cô chẳng có tài năng và năng lực gì. Cô trở thành diễn viên hàng đầu cũng chỉ nhờ vào chủ tịch mà thôi. Nhưng mà cô không biết thân biết phận mà còn muốn lên làm phu nhân của gia đình này sao? Nên cô đã lẻn vào đây như một con mèo hoang điên dại phải không? Đúng vậy đó. Nếu như lúc đầu bà không đụng vào tôi thì đã không có chuyện này. Bây giờ tôi đã mất hết tất cả, vậy thì tôi còn gì phải sợ chứ? Mất hết tất cả vẫn chưa đủ sao? Cô có biết rằng tôi và cô khác nhau ở điểm nào không? Dĩ nhiên bà thì già, còn tôi thì trẻ. À, và còn nữa đó, tôi vẫn còn có thể mang thai được nữa đó. Rất lâu trước đây, tôi đã từng có kinh nghiệm như thế này. Tôi đã sinh ra những đứa con trai cho gia đình này và đã từng đạp lên trên tất cả để leo lên vị trí như ngày hôm nay. Cũng có nghĩa là không có gì mà tôi không thể làm được. Ý bà là bà có thể giết chết được tôi hay sao? Cô có biết sao người ta sợ chết không? Vì họ không biết sẽ là khi nào và diễn ra như thế nào. À! Ôi trời ơi, có một con ruồi đậu trên mặt bà. Ôi, bà nên chú ý vào việc dọn dẹp thì hơn. Sao tôi cảm thấy đây giống như một chuyện cũ nào đó quá vậy? Bà còn nhớ không? Những gì bà đã làm với mẹ của tôi? Cô bị đuổi chỉ đơn giản là vì không làm tốt bổn phận của người phụ nữ. Cô nghĩ mình đủ tư cách ở lại đây khi chỉ sinh được một đứa con gái hay sao? Xem trình độ nói chuyện của cô kìa. Sao? Trình độ à? Bây giờ cô có tư cách để nói những lời này sao? Chủ tịch anh ấy đã bỏ cô từ khi cô còn trẻ rồi. Đó chính là kết thúc đối với một người phụ nữ. Đó cũng là sự kết thúc cuộc đời cô. Cô đừng có ở đó mà ăn bám đàn ông của gia đình này nữa. Hãy dọn ra khỏi đây. Việc này vẫn chưa kết thúc đâu. Mau bỏ ra. Cô còn sống thì tuyệt đối không bước vào đây được đâu. Cô đúng thật là... Cô điên rồi sao? Đúng vậy, tôi điên rồi. Tôi điên rồi đó. Tôi điên rồi đó thì sao? Ồn ào quá. Cô, một người như cô tại sao lại không có lòng tự trọng và cư xử như vậy?
bà luôn bất an về việc mẹ của tôi có được quay lại ngôi nhà này không. Tôi cũng luôn thắc mắc rằng có phải chính vì vậy mà bà đã làm gì đó với mẹ của tôi phải không? Chỉ có trời mới biết. Tôi sẽ mau chóng tìm ra câu trả lời. Thú vị chứ. Đang ở trong nhà, anh nên cẩn thận với hành động của mình đó. Hủy hoại cuộc đời của anh một lần vẫn chưa đủ à? Ai hủy hoại cuộc đời của ai chứ? Đúng rồi, cuộc đời của anh vẫn chưa kết thúc kia mà. Cẩn thận lời nói, nếu họ biết được thì cả hai chúng ta cùng chết đó, biết chưa? Tỉnh táo lại đi. Ngồi đi. Có lẽ suy đoán của trưởng Diệu Hành là đúng. Vậy sao? Tôi cũng đang mong chờ câu chuyện tiếp theo đây. Tôi đã tìm được một người bạn cũ của Juenari, và cô ấy đã nói với tôi họ đã biết nhau từ khi còn học đại học. Quan hệ gì? Tôi xin lỗi, tôi chưa biết rõ mối quan hệ đó. Còn ai biết được việc này nữa không? Không ai hết. Tuyệt đối phải giữ bí mật và tìm gặp bạn của Juenari một lần nữa để tìm bằng chứng đi. Dạ, tôi biết rồi. Thưa trưởng Vũ. Sao? Chúng ta nhất định phải làm với Juenari sao? Tại sao lại không chứ? Tại sao? Vì ba của cậu là fan của Juenari sao? Điều khác biệt giữa chúng ta với Thám Tử Tư là gì? Để tiến tới được với thành công, cậu nghĩ một người phải bắt tay với bao nhiêu bàn tay bẩn? Vì để duy trì tập đoàn MC nên rõ ràng chỉ có một lý do thôi, và chính lý do này cho nên không việc gì là không thể. Vì để duy trì tập đoàn MC nên rõ ràng chỉ có một lý do thôi, và chính lý do này cho nên không việc gì là không thể. Chỉ là chút thành ý của tôi. Còn bằng chứng gì có thể chứng minh mối quan hệ của họ không vậy? Của Juenari và Mu Wansu đó. Thật ra lúc trước thì tôi có quay một đoạn clip lúc họ còn hẹn hò với nhau. Không có gì hết sao? Vậy là ý gì chứ?
hai người họ không có quan hệ đặc biệt nào hết, chỉ là mối quan hệ bình thường mà thôi. Hiện tại cậu vẫn chưa xác định được công việc của mình hay sao? Cậu thực sự không tìm ra được gì à? Tôi rất xin lỗi. Cậu đã cố gắng hết chưa? Rồi, tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng rốt cuộc họ không có quan hệ đặc biệt nào hết. Vậy sao? Cậu ra ngoài đi. Cậu đã theo dõi và tìm ra người bạn của Chenari chưa? Dạ. Tìm cô ta và tìm bằng chứng về mối quan hệ của Chenari và Mo Quang Chun. Giữa hai người đó có quan hệ gì hay sao? Linh cảm của tôi có bao giờ sai đâu. Cậu Hô đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Luật sư Hô sao? Ừ. Cậu không có tự tin sao? Dạ không đâu, tôi sẽ giải quyết tốt việc này. Bà Han đã chấp nhận việc tu sửa lại biệt viện trong nhà của bà rồi. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi đã nói rằng mình sẽ lo phần nội thất, nhưng mà Top có thể giúp tôi lo phần này luôn được không? Trưởng nhóm Ly có mắt thẩm mỹ tốt lắm mà. Việc này tôi phải hỏi lại ý của bà Han thì mới được. Vậy nha, cô nói giúp tôi nha, nha. Thật ra thì tôi thích trưởng nhóm Ly nhiều hơn là bà Han lắm đó. Chúng ta có vẻ rất hợp với nhau, có phải không? Chúng ta có thể làm bạn lâu dài với nhau chứ. Cứ như vậy đi. Nhưng mà chỗ này tốt vậy mà sao lại không có khách nào hết? Họ sẽ không nhận bất kỳ vị khách nào khác khi có khách quý đang ở đây. Nghe cô nói kìa, cô đúng là làm việc nhanh nhẹn thật đó. Đúng kiểu người tôi thích. Mà nè, thức ăn ở đây ngon chứ? Dĩ nhiên rồi. Vậy thì chúng ta cùng ăn tối nha. Tốt thôi, chờ tôi vào nhà vệ sinh một lát. Ok, cô cứ đi đi, tôi sẽ xem menu chờ cô ra. Được chứ? Tốt. Làm thử không? Anh à, gì đây? Em ở đây làm gì? Em đến để gặp nhóm trưởng Ly. Trưởng nhóm Ly hả? Anh cũng đến đây gặp bà Han. Đi đi, mau đi chỗ khác đi. Nếu họ biết quan hệ của chúng ta thì chúng ta chết chắc. Nếu như đã gặp nhau ở đây rồi, giả vờ không biết thì lại càng không hay. Nhưng nếu như ngồi riêng bàn thì không khác gì là tự sát đâu. Anh đang nói gì vậy chứ? Ôi trời ơi, không còn đường lui rồi. Nhận định chính xác cũng là một loại năng lực tốt. Đôi khi chúng ta gặp chuyện không may thì vận may cũng có khi lại đến đó. Hãy tự nhiên lên chút đi mẹ kế. Em là diễn viên mà. Thank you.
À, chào bà Han. Ơi, là bà Han sao? Có vẻ như là Top rất thích quán cà phê này thì phải. Bà Han và trưởng nhóm Lee chia nhau ra hẹn chúng tôi mà cuối cùng lại gặp nhau ở đây. Tôi cũng gặp con trai lớn của tôi ở đây nữa chứ. À, bà Han à, hay là chúng ta qua bên bàn kia đi. Không đâu, cứ ngồi bàn này là được rồi. Quan hệ của hai người chủ tịch vẫn chưa biết đâu, cho nên hai mẹ con của cô nhanh chóng xuất ngoại đi. Việc nhận 30% là không thể nào. Tôi sẽ không báo cáo chuyện này với chủ tịch đâu. Xin lỗi vì tôi đã không đem đến tin tức tốt lắm. Bà Han đánh tốt lắm. Một viên đá ném chết hai con nhạn. Wow, đánh quá giỏi. Bà Han vẫn còn đủ năng lực đó nha. Tôi nghĩ là bây giờ tôi cần phải học hỏi rất nhiều điều từ bà đó. À, vậy thôi, chào bà. Sao? Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Tôi rất thảm hại và đáng thương đúng không? Một cô gái 20 tuổi, không có gì ngoài gương mặt và dốc dáng xinh đẹp như tôi, thì gần như không có cách nào để thành công. Người giàu như cô không thể hiểu được đâu. Chính vì vậy, tôi muốn mình thành công và giàu có. Vì vậy tôi đã chọn chủ tịch thay vì chọn anh Quan Su. Chửi tôi đi, bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Nhưng mà nếu như cô chưa từng phải nhịn đói 4 ngày mà không có gì để ăn, thì cô không có quyền đứng trước mặt tôi để mà phê phán tôi đâu. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Có việc gì vậy? Anh đã điều tra về Chuenari sao? Tôi đã làm vậy. Vậy tại sao lại không nói cho tôi biết? Tôi làm vậy là vì tôi sẽ giải thích. Thật ra thì anh thấy như thế nào khi điều tra quá khứ của người khác? Sao? Hơn bất kỳ người nào khác, tôi muốn anh nhanh chóng thích ứng được với Thớp. Nhưng mà bây giờ chính tôi đang sợ anh dần dần trở thành họ rồi đó. Điều tra quá khứ riêng của người khác sau lưng họ, anh không thấy có lỗi sao? Hay là anh không hề thấy như vậy nên anh đã không nói với tôi chuyện này? Thay đổi lập trường đi. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ hành động khác đi. Bây giờ hãy nghe tôi giải thích trước được không? Gần như là đã làm được. Nhưng anh lại phá bỏ tất cả. Hạ Dòng Sô đã bắt đầu mất đi sự bình tĩnh và thể hiện sự yếu đuối ra rồi. Bà ta không thể ngụy trang thêm được nữa và từng chút sụp đổ rồi. Nhưng mà
ta thật sự là một phe sao? Nàng Ngô Song Hy,러블리스의 종지부를 찍자. 안준이에 대해서 얼마나 아세요? 엉뚱한 욕심 부렸다간 내가 가만 안 둘 줄 알아. 너라면 어디에 베팅할래? 난 오빠한테 할 거야. 으아! 으아! 박태호가 임순아들 맞아요. 여기. 네, 여보세요? 박태호 씨. 가문의 수치다. 당장 내보내. 모한준 씨, 당신 남편 자격 없잖아. 뭔가 이상해. 모한준의 결정을 잡는다면 채나리가 실패한 걸 모한준이 채워줄 수도 있지. 이 주는 sunrise.